Ốc Thanh Vân ở Úc vất vả, về Việt Nam đi du lịch nghỉ dưỡng sang chảnh, chồng doanh nhân kè kè bên cạnh. Trên Facebook cá nhân, Ốc Thanh Vân đăng tải loạt hình ảnh cùng gia đình du lịch tại Phan Thiết, Bình Thuận. Nữ nghệ sĩ nghỉ dưỡng tại một khu trì sọt năm sao sang chảnh. Cô cho biết bản thân đang tận hưởng từng ngày nắng bên các con và người thân. Ốc Thanh Vân và gia đình tận hưởng kỳ nghỉ ở Phan Thiết. Gia đình nữ nghệ sĩ nghỉ dưỡng ở một resort hàng sang. Khi về nước, Ốc Thanh Vân thường xuyên có ông xã trí trù kè kè bên cạnh. Ngoài khoảng thời gian dành cho gia đình và con cái, cặp đôi thường hẹn hò lãng mạn. Mới đây, họ tay trong tay tham dự đám cưới Mi Du. Trên Facebook cá nhân, Ốc Thanh Vân còn chia sẻ đoạn clip cùng chồng đi hẹn hò dưới trời mưa. Cô khoác tay Trí Trù, trong khi ông xã che dù cho vợ. Khi dùng bữa ở nhà hàng, Trí Trù chuẩn bị bánh kem với dòng chữ Welcome Home Ốc tạm dịch, chồng Ốc về nhà. Trước đó, anh cũng ra sân bay đón bốn mẹ con, lãng mạn mua hoa hồng tặng vợ ốc thanh vân và doanh nhân trí trù bên nhau trong những ngày ở việt nam cặp đôi hẹn hò lãng mạn dưới trời mưa từ ngày về việt nam ốc thanh vân tận hưởng cuộc sống sau thời gian vất vả ở úc cô được mẹ chồng yêu thương chuẩn bị món ăn quê nhà chào đón ngoài ra nữ nghệ sĩ còn đi làm đẹp gửi đầu dưỡng sinh trước đây ốc thanh vân thường xuyên kể về cuộc sống vất vả ở úc nữ nghệ sĩ một mình chăm sóc ba con và quán xướng nhà cửa ngoài ra còn dạy yoga bán hàng online đi diễn doanh nhân trí trùa không sang cùng vì phải trong năm nhà cửa, công việc kinh doanh tại Việt Nam. Tuy bận rộn hơn, nhưng Úc Thanh phân khẳng định bản thân và các con cũng học được nhiều kỹ năng, kinh nghiệm. Nữ nghệ sĩ thừa nhận bản thân là người có tính cách chu toàn mọi thứ, vì thế luôn tự kiếm mình vất vả.